Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 112. Chương 1111, Đế tử tranh đoạt, 4. Ngoan Thất đi tới bên cạnh y, nhận lấy thùng phân, giúp y rửa thùng. Trong lòng Hứa Ứng hoàn toàn tĩnh lặng, không chút ma niệm nào nổi dậy. Trước gian nhà tranh, chỉ thấy một loạt yêu hoàng của yêu tộc quỳ rạp dưới đấy lạy tổ thần. Tổ thần cười nói, các ngươi phải lựa chọn yêu đế thế hệ sau, kế thừa đạo thống yêu đế. Yêu tộc đã chọn thì phải chọn đế tử có huyết thống thuần khiết nhất, thực lực mạnh mẽ nhất, thông minh sáng suốt nhất để kế thừa đạo thống. Vì vậy các ngươi phái đế tử tới đây quan sát nguyên thần của ta, đúng không? Tứ đại yêu hoàng quỳ xuống đất, Hàn yêu hoàng nói, xin tổ thần tác thành. Tổ thần ho khan liên tục, cười nói, năm xưa tổ tiên các ngươi, yêu tổ ngăn cản một đòn giúp ta mà chết, sao ta lại không tác thành cho được? Thôi, cứ để bọn nhỏ lưu lại. Tứ đại yêu hoàng khấu đầu tạ ơn. Bên dòng sông, Hứa Ứng dò hỏi, thất gia, ba nam ba nữ bên cạnh yêu hoàng là ai? Hình như tu vi thực lực của bọn họ cũng không kém. Ngoan Thất nói, bọn họ cũng là đế tử của yêu tộc, đều là tam túc kim ô, người áo trắng là Kim Đạo Ly, áo vàng là Kim Diệt Kỳ, nữ nhân tên Kim Lan. Mấy năm nay yêu tổ hiển thánh, lệnh cho bọn Linh Tư Ức tới chư thiên vạn giới, lén lút tìm kiếm hậu duệ Kim Ô, cuối cùng tìm được bọn họ. Lúc này Quả Chuông và Linh Tư Ức lại tới. Ngoan Thất liếc mắt nhìn Linh Tư Ức một cái, không nói gì thêm. Quả Chuông nhanh mồm nhanh miệng nói, sau lưng mỗi đế tử đều có một yêu hoàng ủng hộ. Nhưng Kinh Hồng yêu hoàng đã chết, chỉ còn lại nguyên thần, thực lực không đủ, cho nên sau khi tới tổ đình yêu tộc, chúng ta bị người khác ức hiếp. Hứa Ứng trong lòng giật mình, liếc mắt nhìn Linh Tư Ức một cái nói, bị người khác ức hiếp ra sao? Ta thấy các ngươi khí phách phi phàm, đâu có như bị ức hiếp. Linh Tư Ức nhẹ nhàng nói, Hứa công tử, thật ra không coi là bị ức hiếp, chẳng qua đế tử Kim Bất Di nhận được truyền thừa yêu đế đời trước. Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, mấy vị yêu hoàng muốn đế tử truyền thụ môn thánh điển yêu tộc này cho các đế tử khác, dùng chút thủ đoạn hơi quá khích. Ngoan Thất cười lạnh nói, Kim gia nhận được Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, cũng tức là yêu đế đời sau do yêu đế lựa chọn, dựa vào đâu mà phải truyền cho bọn chúng. Quả Chuông nói, bọn chúng không có Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, thậm chí không coi là đế tử, vốn dĩ không có tư cách tranh đoạt ngôi vị yêu đế với Kim gia. Chẳng phải là mấy vị yêu hoàng bất công, bức ép Kim gia truyền công. Linh Tư Ức cười khổ nói, đây là quyết định của bọn Hàn yêu hoàng, ta cũng không tránh khỏi. Huống chi yêu tổ không lên tiếng, chúng ta là người dưới. Hứa Ứng sắc mặt hiền lành, nho nhã lễ độ, cười nói, Tư Ức cô nương không cần tự trách, chúng ta biết ngươi sẽ không thiên vị. Ngươi chịu chiếu cố Kim gia, chúng ta đã rất cảm kích rồi. Tướng mạo y dần hóa thành hung ác, sau đó đột nhiên khôi phục như thường nói, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Xưa nay Hứa Ứng chúng ta không ghi thù. Quả Chuông thấy y nói năng kỳ quái, trong lòng kinh ngạc, Hứa Ứng chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta trong miệng A Ứng không phải chúng ta? Hứa Ứng cầm thùng phân cười ha hả trở về nhà tranh, miệng nói nhỏ, trí nhớ của chúng ta không tốt, cho nên có thù gì là phải báo luôn. Quả Chuông nghe vậy nói nhỏ, thất gia, ngươi có thấy A Ứng có vấn đề không? Ngoan Thất không hiểu nói, có vấn đề gì? Ta thấy Hứa Ứng đang yên đang lành, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Quả Chuông nửa tin nửa ngờ, đứng sau lưng Hứa Ứng, lắng nghe xem y nói gì. Đột nhiên đầu Hứa Ứng vặn ra sau lưng, gương mặt nở nụ cười quỷ dị, nói năng vẫn như bình thường, hoàn toàn không có gì khó chịu. Trung gia, ngươi muốn nghe gì? Quả Chuông trong lòng giật thót, đột nhiên biết không ổn, vội vàng nói, lâu rồi không gặp, muốn thân cận với ngươi một chút. Nó bay vèo cái vào khu vực hy di của Ngoan Thất, kêu lên, không ổn rồi không ổn rồi. Thất gia, ngươi còn nhớ trên bệ thờ phong ấn A Ứng có hai phù văn phong ấn không? Một phù văn phong ấn tiên đạo khác xuất hiện hiệu quả rồi. Ngoan Thất nghiêm nghị, vội vàng nói, vào trong bụng ta. Hắn lập tức hóa thành chân thân, biến thành đại xà dài mấy ngàn dặm, nguyên thần lơ lửng trên bầu trời. Quả Chuông từ trong khu vực hy di của hắn bay ra, chui vào miệng hắn. Một lúc lâu sau, Quả Chuông đi vào thiên địa trong bụng Ngoan Thất, chỉ thấy trên màn trời vẽ các loại phù văn, trong đó có cả bát tự đại chú mà Hứa Ứng ghi lại hoang thương lệ ai bạo ngược phức hồn. Vì ngày hôm nay, hai huynh đệ chúng ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Chương 1112,
giúp ta chặt một đao. Một. Quả chuông ở trong bụng Ngoan Thất tế nửa thanh Tử U Minh đao lên. Chỉ thấy đao quang lấp lóe như nước chảy, chiếu rọi phù văn bát tự đại chú trên bầu trời trong bụng Ngoan Thất, những phù văn kia dồn dập đứt gãy. Nửa thanh Tử U Minh đao này là bị Chu Tiên kiếm chặt đứt, Hứa Ứng Phong ấn nhét vào bụng Ngoan Thất. Sau này Ngoan Thất theo Kim Bất Di tới Tổ Đình Yêu Tộc, vẫn không dám lấy thứ này ra, chỉ e đế quân sẽ cảm giác được. Mãi tới lúc bọn họ nghe được tin tức Trúc Thiền Thiền được Tiểu Thiên Tôn mời đến, chế tạo thần khí bổ thiên ở Tử Vi bí cảnh. Ngoan Thất và Quả Chuông bèn tới Hỗn Nguyên Cung, nhờ Trúc Thiền Thiền thủ tiêu tang vật. Trúc Thiền Thiền cũng mới gặp pháp bảo lợi hại như vậy lần đầu, trong lúc nhất thời cũng mặt ủ mày trao, không biết nên làm sao để phá giải dấu ấn của đế quân. Pháp bảo thượng thừa cũng như người, có thể thải khí, luyện đan, tu luyện nguyên thần, lưu đấu phù văn đạo tượng, thậm chí tu thành đạo tràng. Tử U Minh đao của đế quân còn là thượng thừa trong thượng thừa, trong đao đế quân đã lưu lại phù văn đạo tượng cực nhỏ, tạo thành đạo tràng, hết sức huyền diệu. Hơn nữa thần thức của đế quân lưu đấu trong mỗi phù văn đạo tượng, đây là một học vấn thâm sâu. Với tu vi và học thức của Trúc Thiền Thiền không cách nào phá bỏ dấu ấn thần thức mà không làm hỏng các dấu ấn đạo tượng phù văn. Ngay lúc bọn họ không có cách nào, lại có người quen của thế giới nguyên thú tới Hỗn Nguyên Cung, chính là A Phúc Ngốc Nghếch và Tiểu Phượng Tiên. A Phúc Ngốc Nghếch đang thiếu cơ hội thể hiện trước Tiểu Thiên Tôn, thấy cơ hội này đương nhiên phải thể hiện. Sau khi quan sát Tử U Minh Đao, hắn nói với bọn họ, với thực lực của bọn họ hoàn toàn không thể xóa bỏ dấu ấn của đế quân, ngay cả Tiểu Thiên Tôn cũng không làm được. Cách phá giải dấu ấn của đế quân không phải phá mà là gia tăng, ta gọi nó là tăng tổn. A Phúc Ngốc Nghếch nói, dấu ấn của đế quân hoàn hảo tới cực điểm, không chút sơ hở, cho dù có thì chúng ta cũng không phát hiện ra được. Đối với chúng ta, dấu ấn của hắn quá hoàn hảo, đã không cách nào phá vỡ cái hoàn hảo này, thì từ pha trộn cái không hoàn hảo vào trong, qua đó phá vỡ trạng thái hoàn hảo. Đóng mấy cái dấu vào chanh, ném cứt chuột vào canh thịt dê, cho mấy tên không làm ăn gì vào nha môn. Đây chính là phương pháp tăng tổn, trông như tăng cường thực lực cho nó, nhưng thực ra là phá hỏng tính hoàn hảo, từ đó khiến nó suy yếu. A Phúc Ngốc Nghếch đã phá giải được dấu ấn của đế quân, cho nên cũng được Tiểu Thiên Tôn coi trọng, coi hắn như cố vấn. Hắn dùng phương pháp tương tự phá giải bát tự đại chú của đế quân, chẳng qua lúc đó Hứa Ứng không có mặt, cho nên lưu ấn trong Tử U Minh đao của đế quân. A Phúc nói với bọn Ngoan Thất, nếu gặp Hứa Ứng thì tế đao này ra, chém Hứa Ứng một nhát, kích hoạt dấu ấn trong đó là phá vỡ nguyền rủa của đế quân. Lúc đó Ngoan Thất và Quả Chuông đều nhất trí cho rằng, chuyện chém Hứa Ứng một đao mới phá giải được bát tự đại chú chắc là A Phúc Ngốc Nghếch trả thù nhát chỉ xuyên qua đầu hắn năm xưa, nhưng dù sao cũng có thể phá nguyền rủa của đế quân. Cho nên vẫn phải chém đao này, chú pháp và dấu ấn không khác nhau lắm, tồn tưởng là ý niệm. Trong tồn tưởng và suy nghĩ có tạp âm, sẽ sơ hở trăm chỗ. Nhưng 16 chữ phong ấn bao hàm tiên đạo hòa chỉnh, phá giải sẽ phiền phức hơn nhiều. Phương pháp tăng tổn của A Phúc Ngốc Nghếch tạm thời không phá giải được phong ấn cỡ này. Mấu chốt nhất là để ai chém A Ứng một đao đây. Quả Chuông quan sát Tử U Minh đao, đột nhiên dò hỏi. Ngoan Thất cười nói, chém A Ứng, chuyện tốt cỡ này cơ mà, đã chém hắn mà hắn còn phải cảm tạ ta. Nói tới đây hắn lại im lặng, Quả Chuông cũng im lặng, đột nhiên tranh nhanh kêu lên, để ta chém. Để ta chém. Quả Chuông tế Tử U Minh đao lên nói, thất gia, để ta chém A Ứng. Ngươi ra tay không biết nặng nhẹ, vạn nhất chém chết hắn thì sao? Ta sẽ không chém chết hắn, ta chỉ chặt hắn gần chết thôi. Ngoan Thất phong bế không gian thân thể, thần thức dao động, tranh đoạt quyền khống chế Tử U Minh đao, cười ha hả nói, Trung gia, ngươi muốn chém A Ứng từ lâu rồi phải không? Đây là dùng việc công báo thủ tư, nhưng ta thì khác, ta chỉ yêu mến Hứa Ứng chứ không có hận. Đưa đao cho ta, đưa đao cho ta. Quả Chuông này nỉ, đưa đao cho ca ca đi, ca ca lớn tuổi hơn, mãi vẫn không có cơ hội nở này nở mắt. Thất đệ à, cả đời này ca ca chưa từng xin đệ lần nào, lần này ca ca xin đệ, giao cơ hội này cho ca ca đi. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1113, giúp ta chặt một đao, 2. Không nhường,
Man Thất nói như chém đinh chặt sắt, không nhường đúng không? Không nhường có tin ông đây dùng đao này khoét bụng ngươi ra, cho ruột ngươi chảy ra ngoài bây giờ. Trung tử à, cái bụng này đã luyện thành thiên địa nội sinh, ngươi còn chưa kịp khoét bụng ta ra, ta đã luyện ngươi thành đống cặn đồng, phun ra đẳng đít rồi. Hứa Ứng quay đầu lại, ngươi nói, Thất gia, Trung gia, các ngươi thì thầm gì vậy? Mau đến đây. Man Thất và Quả Chuông đang định liều mạng sống mái, nghe vậy cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bàn bạc với nhau, hay là thế này đi, mỗi người một nửa. Ngươi chặt đao cắt đứt Hoàng Thương Lệ ai, lại đưa đao cho ta cắt bạo ngược Phức Hồn. Quả Chuông tán thành nói, nhưng lát nữa không thể để hắn biết chúng ta chém có thể giúp hắn phá giải bát tự đại chú. Bát tự đại chú đã phát huy tác dụng, có lẽ bây giờ trong người Hứa Ứng không chỉ có một A Ứng. Có lẽ bát tự đại chú đã hòa vào tính cách của hắn, hóa thành 8 A Ứng trong cơ thể hắn. Nếu hắn biết chém hắn là có thể phá giải đại chú, 8 A Ứng khác sẽ liều mạng chống cự, thậm chí nghĩ cách xử lý chúng ta. Ánh mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, kích động nói, nếu chúng ta chặt mỗi tên một lần, chẳng phải được 8 lần à. Quả Chuông ngây ngốc, đột nhiên vui vẻ nói, ý kiến này hay đấy. Chém hắn một đao là giải quyết một phù văn. Ngươi chém 4 đao, ta chém 4 đao, cũng đủ đã nghiền. Chém hắn 8 đao mà hắn còn phải cảm ơn chúng ta. Bọn họ bàn bạc xong, bấy giờ Quả Chuông mới buông từ U Minh đao xuống, Ngoan Thất cũng há miệng thả nó ra. Ngoan Thất hóa thành thiếu niên trắng trẻo mập mạp chạy tới cười nói, A Ứng, sau khi tới tổ đình yêu tộc, ta được yêu hoàng chỉ điểm, tu luyện thiên yêu kinh thế quyết. Chúng ta ly biệt đã lâu, lúc trước là ngươi chỉ điểm ta tu hành, lần này chúng ta trao đổi, ngươi xem giúp ta xem có luyện sai ở đâu không. Hứa Ứng không nghi ngờ gì, cười nói, ngươi cứ thi triển đi. Ngoan Thất hét dài một tiếng, sau lưng hiện ra nguyên thần khổng lồ, đầu rắn sừng rồng, mang âm dương nhị khí không khác biệt mấy so với thân thể hắn. Ngoan Thất phát động thiên yêu kinh thế quyết, Hứa Ứng lập tức cảm thấy yêu phong ập tới, tuy Ngoan Thất trước mặt y rất bé nhỏ, nhưng nguyên thần lại khổng lồ vô biên, che khuất cả bầu trời. Tiếp một chiều, thiên yêu kinh hồn chảm của ta. Ngoan Thất gầm thét, xuất đao chém xuống, đao quang cô đọng cắt đứt cả bầu trời. Thiên yêu kinh thế quyết của Thất gia đúng là bất phàm. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, tu vi thực lực của Ngoan Thất tăng mạnh, giờ đã đạt tới cấp độ thiên tiên. Thiên yêu kinh thế quyết quả thật bất phàm. Hứa Ứng không khỏi nôn nóng, chỉ cảm thấy lệ khí bạo ngược trong cơ thể bị đao này kích thích, hận không thể giết chết Ngoan Thất. Y giật mình, vội vàng khống chế cảm xúc, thầm nghĩ đây là huynh đệ ruột thịt. Đột nhiên trong ánh đao xen lẫn luồng khí tím, rõ ràng Ngoan Thất lén lút tế từ U Minh đao lên, giấu giếm trong đao quang đao khí. Từ U Minh đao khủng khiếp cỡ nào, còn chưa tới gần mà thiên địa xung quanh Hứa Ứng đã bị đao quang hòa tan. Ống tay áo của Hứa Ứng máu lượn cuồng bạo, cũng không nhịn được phát động lệ khí bạo ngược, bước chân di chuyển, thập đại vân đài cuồn cuộn ập tới, lật tay che trời, ấn pháp giáng xuống. Ầm ầm, đao khí đầy trời vỡ nát, cả thân thể và nguyên thần của Ngoan Thất bay ngược về phía sau, xương cốt rung động đùng đùng, từ U Minh đao xoay tròn trên không, keng một tiếng rơi xuống. Long lôi cửu trọng thiên, Hứa Ứng bước tới, năm ngón tay giang rộng, thân thể vang lên tiếng long ngâm, tiếp đó bầu trời tổ đình rung chuyển kịch liệt, trên trời có vô số thần long xuất hiện. Thần long muôn mình muôn vẻ, đủ các chủng loại khác biệt, thiên long, thần long, kim long, ngân long, bá hạ ly long, cầu long, muôn vạn hình dạng, hình thành tầng thứ nhất, bầu trời long giới. Tiếp đó tầng long giới thứ hai hiện ra, đè lên tầng long giới thứ nhất, trở nên nặng nề không gì sánh được. Sau đó tầng long giới thứ ba lại xuất hiện, đè lên tầng một, tầng hai, ầm ầm ép xuống. Chỉ trong chớp mắt 9 tầng long tiêu đã chồng chất, hóa thành ấn pháp vô thượng, vô số thần long giao thoa, tạo thành một bàn tay khổng lồ không gì sánh được. Vô số thần long chỉ là hoa tay trên bàn tay này, là vân tay trên ngón tay. Còn bên dưới chính là ta và nguyên thần. Mạng ta toi rồi. Ngoan Thất mới nghĩ tới đây lại thấy trưởng lực long tiêu cửu trọng thiên đột nhiên biến mất, luồng sóng khí cuồng bạo từ trên trời ập tới, đập lên mặt đất, khiến sóng gió tạt ảo ảo ra xung quanh. Ngoan Thất còn chưa hết sợ hãi, long tiêu cửu trọng đã đột ngột biến mất. Chương 1114, giúp ta chặt một đao. À. Quả Chuông cũng kinh hãi bằng chết, còn tưởng Hứa Ứng sẽ thật sự xuất trưởng giết chết Ngoan Thất. Chỉ thấy Hứa Ứng một tay cầm thùng phân đứng đó, thân sắc ngây ngốc,
đột nhiên hét lớn một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Quả chuông không hiểu gì cả, cuống quýt bay tới trước mặt Ngoan Thất. Ngoan Thất kêu lên, đừng động vào ta, đừng động vào ta. Gãy xương mất rồi, xương cốt của ta gãy hết rồi. Hắn phát động lục bí chữa trị xong thương thế rồi mới đứng dậy nói, Trung gia, ta đã khiêu chiến A Ứng xong, bây giờ tới phiên ngươi. Chẳng phải ngươi sáng tạo Trung Thiên Linh Bảo Huyền Nguyên Công à? Ngươi đi chém, hắn một đao. Quả chuông lúng túng nói, Thất gia ta và A Ứng tình như thủ túc, sao lại chặt tay huynh đệ mình được? Lời như vậy xin đừng nói lại. Ngoan Thất trợn mắt nhìn. Quả chuông vội vàng nói, vừa rồi A Ứng chạy mất, hình như bị kinh sợ, chúng ta mau bám theo xem thử. Ngoan Thất thu hồi Tử U Minh đao, hai người đi theo hướng Hứa Ứng vừa chạy, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Hứa Ứng. Không thể như vậy được, chúng ta không thể như vậy được. Thất gia là huynh đệ ruột thịt, thịt kho tàu là tuyệt đối không được, phải hấp. Ngoan Thất và Quả Chuông cẩn thận từng chút một tiếp cận, chỉ thấy âm thanh vang lên phía sau một bức tượng đá nguy nga, bọn họ vòng qua tượng đá, chỉ thấy Hứa Ứng nấp trong cãy ngón chân của tượng đá. Nhưng âm thanh vừa rồi lại vang lên trên đỉnh đầu y. Ngoan Thất và Quy Đạo Ngọc Bàn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tinh khí của Hứa Ứng hóa thành một luồng khói xanh bay lên, hình thành từng cái đầu to bằng vại nước trên không trung, tổng cộng có 6 cái, đều là gương mặt Hứa Ứng. 6 cái đầu bay tới bay lui, như quả bóng bay có sợi dây buộc, mồm 5 miệng 10 bàn tán. Thất gia cầm đao chém chúng ta, chắc chắn tình cảm đã phai nhạt rồi. Ta thích ăn canh rắn, để hắn kêu thảm 7749 ngày. Quả chuông lẳng lặng lùi ra, đi tới phía xa, đột nhiên ho khan một tiếng, nói, A Ứng, sao ngươi lại ở đây? Ngoan Thất vẫn nấp tại chỗ, thấy Hứa Ứng giật mình một cái, đột nhiên 6 cái đầu do luồng khói xanh tạo ra chui thẳng vào cơ thể Hứa Ứng. Hứa Ứng chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía hắn nói, Trung gia, ta ở đây. Ngoan Thất không khỏi rùng mình, cứ như bị Hứa Ứng phát hiện ra. Chỉ thấy sau đầu Hứa Ứng có luồng khí xanh bay ra, hóa thành 6 gương mặt, ánh mắt đảo qua 4 phía, duỗi cổ bay về phía này. Ngoan Thất vội vàng nấp sau bức tượng đá, lại thấy 6 gương mặt hoang thương ai lệ bạo ngược dướn cổ, từ từ bao vây phía sau tượng đá. Hoang thương ai lệ bạo ngược không tìm được Ngoan Thất, ai nấy lui về, lúc này Ngoan Thất mới trốn trên đỉnh đầu tượng đá run lẩy bẩy. Vừa rồi hắn thấy tình hình bất ổn, lập tức phát động kỹ năng thiên phú của xà tộc, lẳng lặng leo lên đỉnh đầu tượng đá tránh né. Quả chuông bay tới, tìm thấy Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng hỏi, Thất gia đâu? Thương tích của Thất gia không có vấn đề gì chứ? Giọng nói của Quả Chuông vang lên, vừa rồi hắn rất đau lòng, nói ngươi đả thương hắn quá nặng, trốn đi đâu khóc rồi. Hứa Ứng nói, ta buông thùng phân xuống rồi xin lỗi hắn vậy. Một người một chuông từ từ bước tới. Lúc này Ngoan Thất mới dám trượt xuống khỏi tượng đá, trái tim vẫn đập thình thịch, 6 chữ, chỉ còn lại 6 chữ. Nhưng 6 chữ này đã xâm nhập tận cốt tủy, thậm chí mượn tinh khí của A Ứng hiển hóa bản thân. Sắc mặt hắn âm trầm bất định, bệnh của A Ứng không thể kéo dài thêm, cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng phải chém một đao. Hứa Ứng và Quả Chuông, cười cười nói, cầm thùng phân tới trước nhà tranh, chỉ thấy Kim Bất Di và 3 đế tử khác thần sắc cung kính lễ bái tổ thần. Ánh mắt y đảo qua 3 đế tử, đột nhiên mắt lóe lên hung quang, nhưng lại nhớ tới cảnh tượng tổ thần xuất quyền đánh bay mình năm xưa. Kiềm chế sát tâm, thầm nghĩ, nể mặt tổ thần một chút, không thể trực tiếp ra tay giết người được. Hắn đi qua giữa 3 người, thùng phân lơ đãng cọ vào Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan. 3 người vừa sợ vừa giận nhưng đang trước mặt tổ thần, không dám phát tác. Hứa Ứng đi vào trong phòng, cất thùng phân đi rồi nhìn ra ngoài, chỉ thấy cả 3 đang lau vết bẩn. Chắc chắn bọn chúng không nhịn được. Có một tên không nhịn được thì 2 tên khác cũng chẳng nhịn được. Hứa Ứng ra ngoài nói, Kim gia, nguyên thần của tổ thần không phải cứ trợn mắt là thấy, theo ta đi lĩnh ngộ thiên đạo, lát nữa sẽ dạy ngươi làm sao quan sát tổ thần. Kim Bất Di vội vàng đứng dậy đi theo y, nhảy nhót tưng bừng như vượn, trốn trái trốn phải không biết đường ngồi một chỗ, làm sao mà thấy chân dung tổ thần. Hàn Yêu Hoàng lắc đầu nói. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1115, một thùng đánh tan, 1. Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan liếc mắt nhìn nhau, không đứng dậy, tiếp tục quan sát tổ thần,
hy vọng có thể lĩnh ngộ ảo diệu nguyên thần từ người hắn. Kinh Hồng Yêu Hoàng nhíu mày nhìn bóng lưng Kim Bất Di, trong lòng thoáng chút bất an. Ta tình cờ phục sinh trong Thái Dương Kim Quỹ, nhưng không có thân thể, chỉ có nguyên thần, thực lực không bằng ba yêu hoàng khác. Hắn thầm nhủ trong lòng, đệ tử mà ta phụ tá vốn khuyết thiếu thực lực, nếu đệ tử còn không tập trung quay đầu tổ thần, lĩnh ngộ ảo diệu của nguyên thần, chỉ e chức vị yêu đế sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. Kim Bất Di và Hứa Ứng đi tới trước tượng đá, chỉ nghe Hứa Ứng nhỏ giọng nói, Kim gia, Trung gia, Thất gia thay đổi rồi muốn giết chúng ta. Chúng ta cần hạ thủ trước, xử lý Thất gia. Kim Bất Di giật nảy mình, nhìn gương mặt Hứa Ứng, xem có phải y đùa bỡn hay không. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ đùa bỡn. Kim Bất Di nhìn sang quả chuông cũng nghiêm nghị nói, ta cũng cảm thấy Thất gia thay đổi. A Ứng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đích thân xuất thủ, xử lý Thất gia. Kim Bất Di lại nhìn quả chuông, không hiểu gì cả. Hứa Ứng kinh ngạc nói, Trung gia nói vậy là sao? Vì sao lại phải xử lý Thất gia? Thất gia là huynh đệ thân thiết của chúng ta cơ mà. Quả chuông ngây ngốc, suýt nữa phát điên, thầm nghĩ, vừa rồi còn nói muốn giết Thất gia, bây giờ lại bảo không muốn giết, ta không theo kịp hắn nữa rồi. Chờ đã, trừ phi người nói là A Ứng khác biệt. Bây giờ trong người A Ứng có tới 7 A Ứng, một là bản thể, bây giờ bản thể đang chiếm thượng phong. Hứa Ứng nói với Kim Bất Di, nếu muốn lĩnh ngộ tổ, thần, đạt được thành tựu thì phải biết thế nào là nguyên thần. Nguyên thần là một luồng bất diệt linh quang sinh ra trước tiên thiên khí. Khi nào ngươi có thể nhìn ra tổ thần là một luồng tiên thiên khí và bất diệt linh quang sinh ra từ khi vũ trụ sơ khai, lúc đó ngươi mới có thể thấy chân dung tổ thần. Kim Bất Di kinh ngạc, dò hỏi, A Ứng, chẳng lẽ bất diệt chân linh của ngươi là lĩnh ngộ tổ thần mà tu luyện thành? Hứa Ứng không có ký ức gì về phương diện này, y chỉ biết nửa năm qua mình quan sát tổ thần, càng lúc càng thấy cảnh tượng kinh người. Lúc trước hắn thấy tổ thần là một ông lão, tới lúc soán vị lại nhìn tổ thần thấy là một thanh niên. Lại về sau, Hứa Ứng ở bên tổ thần lâu ngày, thấy tổ thần là một luồng tiên thiên chi khí bao bọc bất diệt chân linh. Không nhìn ra điểm này, muốn tìm hiểu ảo diệu của nguyên thần từ tổ thần là hoàn toàn không thể. Hứa Ứng lưu lại nơi này nửa năm, mỗi lần quan sát tổ thần đều có thu hoạch khác biệt, tu vi nguyên thần tiến bộ mãnh liệt. Bây giờ nguyên thần của y đã vượt qua cực hạn trượng 8, lên tới 2 trượng. Tiến bộ này thật ra là tiến bộ của bất diệt chân linh, quả thật hiếm có. Kim Bất Di dò hỏi, nếu thế làm sao nhìn ra tổ thần là một luồng tiên thiên chi khí, làm sao nhìn ra hắn là bất diệt linh quang? Hứa Ứng nghĩ tới nghĩ lui, nói, tối hôm nay ngươi tới hầu hạ tổ thần đi tiểu đêm. Kim Bất Di đáp ứng, sau đó ngươi rút đao ra, nói muốn soán vị, ngươi lên làm tổ thần. Hứa Ứng ngang nhiên nói, Kim Bất Di nháy mắt mấy cái. Quả chuông cũng cong một tiếng, ra vẻ khó hiểu. Hứa Ứng càng trung thực nói, ngươi đừng hỏi nguyên nhân, cứ làm theo thôi. Sau đó ngươi sẽ thấy hình dạng của tổ thần, chẳng qua quá trình chứng kiến hơi đau một chút. Kim Bất Di tập trung ghi nhớ. Hứa Ứng tập trung giới thiệu kinh nghiệm của mình, ngươi sẽ kinh hãi một tối, sáng hôm sau chắc ngươi sẽ lĩnh ngộ được nguyên thần thập nhị trinh. Nhưng nguyên thần thập nhị trinh chỉ là bước đầu tiên của ngươi thôi, sau khi tu luyện thành công mới nhìn lại tổ thần. Sẽ phát hiện hắn là nguyên điểm phủ đầy vũ trụ, là tiên thiên chi khí tạo thành bất diệt linh quang. Sắc mặt y dần hóa thành nghiêm túc, hắn như ánh sáng, như từng điểm nhỏ, như hư không, lớn có thể sánh ngang vũ trụ. Nhỏ thì chỉ như giới tử, ngươi tìm hiểu được điều này thì có hy vọng tu thành bất diệt chân linh. Kim Bất Di vội vàng gật đầu, dò hỏi, ra tay với tổ thần sẽ không tức giận chứ? Hứa Ứng nhớ lại đêm hôm đó tổ thần xuất quyền đánh bay chính mình, quả quyết lắc đầu, sẽ không. Ngươi yên tâm đi, hắn còn vui vẻ là khác. Kim Bất Di yên lòng, hưng phấn nói, A Ứng, tối hôm nay ngươi không cần hầu hạ tổ thần, cứ để ta. Hứa Ứng khẽ gật đầu. Kim Bất Di không lĩnh ngộ được nhiều về thiên đạo, phù văn thiên đạo bồng bềnh quanh tượng đá không khác gì thiên thư đối với hắn, chỉ ước gì trời mau tối. Chương 1116, một thùng đánh tan, 2. Hứa Ứng đợi nửa ngày không thấy mấy đệ tử khác tìm tới, trong lòng kinh ngạc, ba tên này tu dưỡng không tệ, chắc là đám yêu hoàng kia có vấn đề, ép Kim ra truyền công. Y hỏi thăm tình hình chỗ Kim Bất Di. Kim Bất Di sợ y lo lắng nên cười nói, những chuyện đó đã qua rồi, nhắc lại làm gì.
Quả Chuông cười lạnh nói, vì sao Kim gia không nói? Hàn Yêu Hoàng, Côn Yêu Hoàng và Phượng Yêu Hoàng ức hiếp chúng ta, nếu ngươi không truyền thụ thì giết ta và Thất gia, sao không kể ra? Hứa Ứng nhướng mày. Quả Chuông cười lạnh nói tiếp, lúc chúng ta vừa tới tổ đình yêu tộc đã bị bọn chúng gây khó dễ khắp nơi, sao lại không nói được? Bọn chúng ngấp nghé Đông Hoàng Bình Thiên Quyết trên người Kim gia, nghĩ trăm phương ngàn kế đòi môn công pháp này, còn có người ra tay ám sát, định giết chết ngươi, sao không nói được? Bọn chúng còn cố tình nói xấu là ngươi lấy trộm Đông Hoàng Bình Thiên Quyết tổ truyền của bọn chúng, sao lại không được nói? Hứa Ứng nhìn về phía Kim Bất Di, lúc đó y đang ở Quỷ Khư, không biết Kim Bất Di lại gặp nhiều chuyện bất công như vậy. Kim Bất Di cười nói, Trung gia, mấy chuyện này qua rồi mà. Quả Chuông phẫn nộ nói, đương nhiên mấy chuyện này qua rồi, nhưng chúng ta sống sót được đều là nhờ ngươi, nhờ Kinh Hồng Yêu Hoàng, nhờ vào ta và Thất gia đánh ra được đường sống. Không phải nhờ vào đám yêu hoàng với đế tử khác bố thí mà sống. Nó nói với Hứa Ứng, chúng ta tới tổ đình yêu tộc, vốn tưởng sẽ thuận lợi ngồi lên ghế đế tử, nhưng lại bị ám sát đánh lén hãm hại lừa gạt. Nếu không có Kim gia mang thanh danh đế tử, dọc đường chắc đã bị đánh chết rồi. Kim Bất Di cười nói, mấy chuyện này liên quan gì tới A Ứng, sao phải nhắc lại làm chi? Có liên quan. Quả Chuông nói, trong chuyện này cũng có công lao của A Ứng và Linh Tư Ức. Nếu không phải Linh Tư Ức khuyên bảo các cường giả yêu tộc khác, yêu tổ lại muốn gặp A Ứng. Mà ngươi lại là người nhà của A Ứng, khiến đám bá chủ yêu tộc kia sợ ném chuột vỡ bình, bằng không chắc chúng ta đã chết mà không có chỗ chôn rồi. Hứa Ứng cười nói, Kim gia, ngươi lo lắng ta kích động quá mức, đả thương ba đế tử kia, yêu hoàng sẽ gây khó dễ với ta. Ngươi yên tâm đi, ta không phải người không có lý trí, mấy năm cách xa các ngươi ta đã trưởng thành thêm nhiều rồi, sẽ không nông nổi như vậy đâu. Kim Bất Di lo lắng chính điều này, nghe vậy mới thoáng yên tâm. Hứa Ứng tiếp tục nghiên cứu phù văn thiên đạo, không có điểm lạ nào, Kim Bất Di thấy vậy biết y không ghi thù, bấy giờ mới yên lòng. Ngoan Thất tìm tới, nói nhỏ, Trung gia, không phát bệnh chứ? Quả Chuông truyền âm nói, không có, bình thường tới lạ thường. Ngoan Thất nói, ngươi nói xem như vậy có được không? Ta giả bộ dâng đao cho ngươi, cầm đao đi tới trước người hắn, nói với hắn, A Ứng, đao này có một vết thương ngầm. Hắn cúi đầu xem là ta cho hắn một đao. Quả Chuông nghĩ tới nghĩ lui, lắc đầu nói, kế sách của ngươi không được, không thể ám toán được hắn, nên dùng kim cương trắc đi. Ngươi nhân lúc hắn không chuẩn bị dùng kim cương trắc thu hắn lại, sau đó để ta chém hắn một đao. Ánh mắt Ngoan Thất sáng bừng lên, thầm khen là ý kiến hay. Hắn đang định ra tay thì Quả Chuông vội vàng nói, đừng ra tay trước mặt Kim gia. Ngoan Thất hiểu ý, Kim Bất Di thương yêu Hứa Ứng nhất, nếu bọn họ đối phó với Hứa Ứng trước mặt Kim Bất Di, chắc chắn Kim Bất Di sẽ liều mạng với bọn họ. Trong lúc bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, Hứa Ứng trở lại nhà tranh, cùng Kim Bất Di ngủ trong một phòng, nhưng lần này tới phiên Kim Bất Di hầu hạ tổ thần. Đến nửa đêm, Hứa Ứng nghe tiếng sấm, đá Kim Bất Di dậy, chép miệng. Kim Bất Di đánh bạo cầm thùng phân vào phòng. Một lúc lâu sau, Kim Bất Di lắp ba lắp bắp nói, tổ thần ra ra, đệ tử muốn xoán vị. Giọng nói của tổ thần vang lên, ngươi chờ ta một lát. Một lúc lâu sau, trong nhà tranh như có ngàn vạn vầng thái dương đồng thời bùng sáng, hào quang chiếu rọi khiến gian nhà tranh như không còn tồn tại. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời vang lên, Hứa Ứng loáng thoáng thấy bóng người xé gió bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng vội vàng men theo hướng Kim Bất Di bay đi, không bao lâu sau cuối cùng cũng tìm thấy Kim Bất Di hai mắt trợn trừng nắm dưới đáy một cái hố. Kinh Hồng Yêu Hoàng hóa thành một con chim lớn bảo vệ bên cạnh hắn. Hứa Ứng kinh ngạc, không ngờ Kinh Hồng Yêu Hoàng lại tới đây trước y. Kinh Hồng Yêu Hoàng thấy người tới là y mới buông lỏng đề phòng. Hứa Ứng cười nói, Kim gia, có thấy không? Thấy được rồi. Kim Bất Di bị dọa tới mức nói năng lắp bắp. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1117, một thùng đánh tan. Hứa Ứng nghe vậy yên lòng, Kim Bất Di đã thấy hình dạng tổ thần, chắc chắn sẽ có lĩnh ngộ. Y để Kim Bất Di lại đó, trở về nhà tranh, chỉ thấy bên cạnh nhà tranh, các cường giả yêu tộc như Bá Hạ, Tất Phương, Thiên Bằng đều đứng cách đó không xa.
mấy vị yêu hoàng, đế tử đều nghỉ ngơi trong cung điện trên lưng thiên bằng. Tiếng động kinh thiên động địa vừa rồi cũng kinh động đám người này, ai nấy nghi hoặc không thôi. Ánh mắt đám người Hàn Yêu Hoàng nhìn sang phía Hứa Ứng, ai cũng nhíu mày nhưng không lên tiếng. Sáng sớm hôm sau, ba vị đế tử tiếp tục quan sát tổ thần, ý đồ tìm hiểu ảo diệu nguyên thần. Đột nhiên phía xa có thần quang chói lọi lóe lên tận trời. Hào quang rực rỡ, yêu lực cuồn cuộn, khiến người chứng kiến thầm chấn động, đó là huyết mạch đế tộc trong yêu tộc đang thức tỉnh. Mọi người không kịp quan sát tỏ nữa, dồn dập nhìn lại, chỉ thấy phía xa có một gốc thần thụ cắm rễ giữa thiên địa, 10 mặt trời cùng hiển hiện, cảnh tượng mỹ lệ vạn phần. Phía sau gốc thần thụ đỉnh thiên lập địa này thập nhị trọng lâu hiện ra, nguyên thần của Kim Bất Di bay ra từ thập nhị trọng lâu, tắm hào quang mà phi thăng giao trì. Nguyên thần tam túc kim ô kia xé gió bay vào giao trì, cảnh tượng như ẩn chứa ảo diệu đại đạo. Chỉ trong một đêm, hắn đã luyện thành nguyên thần thập nhị trinh. Đám người ai nấy nghi hoặc không thôi, nói cách khác, hắn thấy được tổ thần rồi. Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan liếc mắt nhìn nhau. Hôm qua bọn họ quan sát tổ thần cả ngày nhưng không có thu hoạch gì, Kim Bất Di thì chạy ra ngoài chơi với Hứa Ứng cả ngày. Tối hôm qua Kim Bất Di ngủ cùng phòng với Hứa Ứng, sau đó hắn tự nhiên lĩnh ngộ, tìm hiểu được nguyên thần thập nhị trinh từ người tổ thần. Ba người thầm giật mình, ánh mắt nhìn sang phía Hứa Ứng. Lúc này Hứa Ứng đang cầm thùng phân đi ra ngoài, chuẩn bị tới ao rác đổ chất thải của tổ thần. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lẳng lặng đứng dậy, bám theo Hứa Ứng. Hứa Ứng như không phát giác, cứ để ba người tiếp tục bám theo, đợi tới lúc tới ao rác. Chỉ thấy cái ao này tuy gọi là ao nhưng thực chất là một khối hư không hắc ám, nhìn không thấy đáy. Hứa Ứng đổ sạch thùng phân, quay người lại, thấy ba người Kim Đạo Ly đang đứng cách đó không xa. Kim Bất Di được ngươi chỉ điểm, chỉ trong một đêm đã tu thành nguyên thần thập nhị trinh, đạt được chân truyền của tổ thần. Kim Đạo Ly mặc bộ áo trắng, không đeo bội kiếm, rất ngọc bội, dáng vẻ phong nhã, mỉm cười nói, Hứa Ứng, ngươi có thể nói cho cảm thấy biết ngươi làm cách nào để hắn nhận được chân truyền của tổ thần không? Hứa Ứng cầm thùng phân, mỉm cười nói, thế nên các ngươi ức hiếp Kim gia. Ba người không hiểu gì cả. Kim Lan nói, chúng ta muốn biết làm sao mới nhận được chân truyền của tổ thần. Hứa công tử. Hứa Ứng mỉm cười nói, nếu không có Kim gia cũng chẳng có ta hiện tại. Các ngươi vì cái danh đế tử mà nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó hắn, đoạt lấy Đông Hoàng Bình Thiên Quyết từ người hắn. Có đúng không? Kim Diệt Kỳ ho khan một tiếng nói, chuyện này là chư vị yêu hoàng đồng ý, hơn nữa Đông Hoàng Bình Thiên Quyết là công pháp của đế tộc, không phải công pháp của Kim Bất Di. Hắn nhận được công pháp này thì phải truyền cho đế tộc. Kim Đạo Ly và Kim Lan dồn dập gật đầu. Hứa Ứng hừ một tiếng, mắt lóe lên hung quang, đang định ra tay. Đột nhiên giọng nói của Hàn Yêu Hoàng vang lên, Hứa công tử, ba vị đế tử nói không sai. Để Kim Bất Di giao Đông Hoàng Bình Thiên Quyết là ý của ba vị yêu hoàng chúng ta. Giọng nói của Phượng Yêu Hoàng cũng vang lên, đế tộc vốn nhân khẩu thưa thớt, trong tổ đình yêu tộc có không ít kẻ ngấp nghé Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, cũng không ít người đánh lén ám toán Kim Bất Di. Để tránh cho Đông Hoàng Bình Thiên Quyết thất lạc lần nữa, cho nên chúng ta quyết định truyền công pháp yêu đế này cho ba vị đế tử. Côn Yêu Hoàng đi tới, mỉm cười nói, Hứa công tử đừng nên hiểu lầm, ba người chúng ta luôn luôn cô gái bằng. Sau khi Kim Bất Di chuyển đồng, Hoàng Bình Thiên Quyết là cũng như ba vị đế tử còn lại, cùng một điểm xuất phát. Cứ như vậy là công bằng, không ai được lợi. Hàn Yêu Hoàng và Phượng Yêu Hoàng cũng đi tới, bước qua ba vị đế tử, đi đến phía trước Hứa Ứng. Ba vị yêu hoàng chiếm ba phương hướng, còn sau lưng Hứa Ứng là ao rác thải. Hàn Yêu Hoàng cười ha hả nói, Hứa công tử là người kỳ diệu, biết làm sao lĩnh ngộ chân thân tổ thần, lĩnh ngộ nguyên thần thập nhị trinh. Nếu Hứa công tử truyền thụ phương pháp này cho Kim Bất Di, như vậy để công bằng, Hứa công tử cũng phải truyền thụ công pháp này cho ba vị đế tử. Chương 1118, Vung Đao Hàng Phục Tâm Viên, 1. Phượng Yêu Hoàng và Côn Yêu Hoàng chậm rãi gật đầu, mặt mày tươi cười. Phượng Yêu Hoàng cười nói, Hứa công tử nên biết phải làm thế nào. Hứa Ứng liếc mắt nhìn ba người một cái, kiềm chế lửa giận trong lòng nói, lúc trước các ngươi cũng uy hiếp Kim gia như vậy. Ba vị yêu hoàng mỉm cười nói, cũng có thể nói vậy. Hứa Ứng cầm thùng phân trong tay ném lên, ngay khoảnh khắc sau nguyên thần hiển hiện, một tay nắm lấy thùng gỗ, chiếu lên không trung. Chỉ thấy một luồng kim quang hiển hiện, soạt một tiếng,
côn yêu hoàng bị hút vào thùng, thậm chí không có cơ hội phản kháng. Hứa Ứng chiếu thùng gỗ về phía Hàn Yêu Hoàng. Hàn Yêu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra nguyên thần vạn trượng, tiếp đó thân thể không ngừng tăng vọt, yêu lực khủng khiếp bột phấn, chuẩn bị hiện ra chân thân thái cổ cự thú. Khí huyết trong người hắn lưu chuyển, phát ra tiếng vang như thiên băng địa liệt, đạo lực trời sinh trong huyết mạch chấn động đến mức không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Hắn còn chưa kịp hiện ra chân thân đã thể hiện lực lượng cấp độ tiên quân. Nhưng trong thùng phân của tổ thần có một luồng hào quang chiếu ra, thần quang ép tới mức tai mắt mũi miệng của Hàn Yêu Hoàng phun máu, nhưng lại không thể biến hóa được, cuối cùng vù một tiếng bị kéo vào thùng phân. Thùng phân hút hai đại yêu hoàng mà vẫn như động không đáy, không có vẻ gì là đầy. Phượng Yêu Hoàng thấy tình thế không ổn, lập tức bay lên không trung, hóa thành hào quang ngũ sắc xé gió bay đi, chỉ trong chớp mắt đã lướt ra vạn dặm. Nguyên thần của Hứa Ứng giơ cao thùng gỗ, Phượng Yêu Hoàng là dị chủng thái cổ chín đầu bốn cánh vỗ mạnh, phá vỡ tầng tầng hư không, nhưng khi quay đầu, lại thấy cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp. Chỉ thấy vô số hư không trong thùng gỗ tuôn trào, cho dù mình có bay nhanh mấy đi xuống cũng không bằng tốc độ hư không phủ xuống. Đây là bảo vật gì? Phượng Yêu Hoàng hét lên một tiếng, ngã vào trong thùng. Hứa Ứng thu tam đại yêu hoàng, xoay người, đem cái thùng chứa tam đại yêu hoàng đổ vào trong ao rác thải. Tam đại yêu hoàng kêu thảm, bị hư không trong ao cuốn đi, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng xoay người lại, đặt thùng gỗ xuống, nhìn về phía ba vị đế tử Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan, sắc mặt hiền lành nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng thùng phân của tổ thần ức hiếp các ngươi. Trận chiến này, chúng ta đánh cho công bằng. Gương mặt y toát lên vẻ hưng phấn, giọng nói cũng kích động hẳn lên, trận chiến này là bảy người chúng ta đánh ba kẻ các ngươi. Ba người Kim Đạo Ly không nói năng gì, ai nấy tự thi triển Đông Hoàng Bình Thiên Quyết. Trong thân thể ba người tỏa ra yêu lực đặc hữu của đại yêu thái cổ Tam Túc Kim Ô, kim quang ngất trời, sau lưng hiện ra dị tượng Phù Tang Thụ và Mười Mặt Trời. Bọn họ là bộ tộc Kim Ô, là hậu duệ tản mát bên ngoài của đế tộc, Đông Hoàng Bình Thiên Quyết có thể kích hoạt lực lượng huyết mạch của bọn họ, khiến bọn họ thức tỉnh ký ức chiến đấu thời thái cổ, kích hoạt đạo lực huyết mạch, khiến tu vi thực lực của bọn họ được tăng cường kinh người. Lúc này sau lưng Kim Đạo Ly, Kim Diệt Kỳ và Kim Lan có nguyên thần Kim Ô cổ xưa vỗ cánh bay lượn, chiến lực không ngừng tăng cường. Nhưng ba người lại kinh hãi vạn phần, sắc mặt nghiêm nghị như gặp đại địch. Từ lúc Hứa Ứng tế thùng gỗ lên tới lúc buông thùng xuống chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nói vài ba câu rồi tam đại yêu hoàng đều bị hắn hút vào trong thùng, trục xuất ngoại vực. Uy lực của thùng nước kia thật quá kinh khủng. Nhưng một pháp bảo mạnh mẽ tới mức khiến tam đại yêu hoàng còn không có cơ hội phản kháng mà lại bị dùng làm thùng phân. Tổ đình yêu tộc có rất nhiều bảo vật lợi hại, dù sao lịch sử cũng xa xưa, hơn nữa đã từng thành lập tiên đình yêu tộc. Cho dù đã xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, vẫn có không ít bảo bối. Pháp bảo uy lực cỡ thùng gỗ thì tổ đình yêu tộc cũng có, nhưng không nhiều. Những bảo vật đó có cái nào không được cúng bái như tổ tông, lý nào lại dùng như thùng phân được. Hứa Ứng cười ha hả, phát động cửu chuyển huyền công, tiếng lúc lớn lúc nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc huyền công đã lưu chuyển, đột nhiên tung người nhảy lên không trung. Ba người Kim Diệt Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên chín tầng trời đan xen trên không trung, phong lôi bộc phát, đột nhiên chồng chất lên nhau, đè xuống dưới. Tầng tầng bầu trời như thế giới do cương phong và thiên lôi tạo thành, chín tầng trời trùng điệp, uy lực đâu chỉ tăng lên vài lần. Không dùng pháp bảo, đòi giao chiến với công pháp đế cấp của yêu tộc ta, Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1119, Vung Đao Hàng Phục Tâm Viên 2. Sau lưng Kim Diệt Kỳ hiện lên 10 vầng mặt trời, nghênh tiếp đòn này của Hứa Ứng. Khoảnh khắc bàn tay hai bên giao nhau, lục đại động thiên sau lưng Hứa Ứng nối liền tiên giới, khiến tu vi thực lực của y lập tức tăng lên hơn 10 lần. Hứa Ứng nghênh tiếp 10 vầng mặt trời, trong lúc nhất thời hào quang chói lọi, khiến người ta hoa mắt. Đột nhiên 10 vầng mặt trời nhạt đi, suýt nữa bị trưởng lực của y đánh nát. Kim Diệt Kỳ giơ tay, thi triển Đông Hoàng, Bình Thiên Quyết, nghênh tiếp bàn tay của Hứa Ứng, Phù Tang Thụ hiện lên sau lưng, 10 vầng mặt trời bay lượn xung quanh Hứa Ứng, như tạo thành một lò lửa, muốn luyện Hứa Ứng thành cho tàn. Đồng thời Phù Tang Thụ cũng hạ xuống,
Từng cành lá là vô số đạo tượng tạo thành, như từng sợi roi đạo tắc vươn dài, có thể đánh thân thể, cũng có thể đánh nguyên thần. Còn phía sau Phù Tang Thụ chính là nguyên thần nguy nga của hắn, vỗ cánh bay lên, thò ba móng vuốt ra nắm lấy hai vai và đầu Hứa Ứng. Đồng thời hai cánh của hắn chém tới, từng sợi lông vũ hoàng kim trải rộng, như lưỡi đao sắc bén mỹ lệ nhất thế gian, chém tới nguyên thần Hứa Ứng. Là chủng tộc có chiến lực đứng đầu yêu tộc, lần này hắn ra tay, cho dù Hứa Ứng có ba đầu sáu tay cũng không cản nổi. Nhưng Hứa Ứng không buồn ngăn cản, ba chân của nguyên thần Kim Diệt Kỳ nắm lấy hai vai Hứa Ứng, chân thứ ba móc tới hai mắt Hứa Ứng, đột nhiên phát lực. Nhưng đôi mắt Hứa Ứng không hề suy chuyển, móng vuốt hắn đâm vào hai vai Hứa Ứng cũng như nắm lấy vật cứng nhất thế gian, hoàn toàn không cách nào đâm thủng. Hai cánh nguyên thần của hắn chém lên nguyên thần của Hứa Ứng, vang lên tiếng lách cách, lưu lại hai ánh lửa, lập tức bị nguyên thần của y bắt lấy. Chỉ nghe view một tiếng, nguyên thần của Kim Diệt Kỳ bị nắm lấy hai cánh, đập lên nguyên thần của Kim Lan, nguyên thần cả hai lăn lông lốc ngã về phía sau. Cùng lúc đó cành Phù Tang Thụ quật lên người Hứa Ứng, lưu lại từng vết máu. Nhưng vết máu mới xuất hiện đã lập tức khép lại, cứ như chưa bao giờ tồn tại. Còn 10 vầng mặt trời khi dung luyện, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới nhiệt độ gấp 10 lần trăm lần Thái Dương, ngay cả thiên tiên cũng bị luyện hóa thành tro tàn. Hứa Ứng bị đốt tới đỏ bừng, bàn tay lại đánh ra từ trong lửa, va chạm với bàn tay của Kim Diệt Kỳ. Kim Diệt Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại phía sau, đồng thời hai trong ba cái chân đá ra, một cái đá vào đầu Hứa Ứng, một cái đá vào dưới xương sườn. Hứa Ứng bị đá tới nghiêng người, lại nhếch miệng cười một tiếng, ưỡn thẳng thân thể giơ chân quét tới. Chỉ nghe rầm một tiếng, Kim Diệt Kỳ bị cước này đá trúng đầu, cái cổ như gãy gập, lăn lông lốc đập sang một bên. Phía sau Hứa Ứng, Kim Đạo Ly và Kim Lan cùng nhau đánh tới, một trái một phải tấn công sau lưng Hứa Ứng. Một mình Hứa Ứng ứng phóng, máu thịt nối dài sang hai bên, không ngờ lại mọc ra hai gương mặt. Hai gương mặt này giống hệt Hứa Ứng nhưng một bên dữ tợn, một bên đầy hung ác, tiếp theo đó lại có bốn cánh tay mọc ra. Hứa Ứng cười ha hả, thân hình xoay tròn, ba gương mặt sáu cánh tay đáp trả như gió lốc. Kim Đạo Ly và Kim Lan cũng tu luyện Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, chiến lực kinh người, thủ đoạn công kích cũng nhiều tới kinh người. Ngăn cản thế công điên cuồng của y, hai gương mặt của Hứa Ứng càng đánh càng giận, đột nhiên hai mặt ra sức giãy giụa, chen ra từ sau đầu. Y chỉ thấy hai gương mặt này mọc ra ngoài, sinh ra đầu óc xương cốt, thậm chí cái cổ, đợi bọn họ mọc ra xong lại có gương mặt khác nhô ra từ Hứa Ứng, là Hứa Ngực Ứng. Dưới nách Hứa Ứng lại có hai cánh tay mọc ra, tổng cộng tám tay. Nguyên thần của Hứa Ứng cũng cười ha hả, hiện ra bốn đầu tám tay, ỷ thế đông người đúng không? Hứa Ứng vỗ sau ót, nhất khí hóa tam thanh, Hứa Ai Ứng, Hứa Hoang Ứng, Hứa Thương Ứng, ba tên hèn nhát không muốn cũng phải bay ra. Kim Diệt Kỳ cũng đánh tới, bốn người, bảy nguyên thần bay lên không trung chém giết với nhau. Đột nhiên Kim Diệt Kỳ, Kim Đạo Ly và Kim Lan cộng thêm nguyên thần, sáu cặp cánh chim, 12 thanh thần đao đồng thời chém lên người Hứa Ứng. Bọn họ thu đao, thân thể Hứa Ứng lập tức xuất hiện thêm 12 vết máu. Ba người thầm vui mừng, nhưng lại thấy vết máu nhanh chóng khép lại. Hứa Ứng cười ha hả, xoay tròn như cuồng phong, rầm rầm rầm, cả ba người đều trúng quyền, ngã về phía sau. Hứa Ứng giết tới trước mặt Kim Lan, tấn công cô ả như cuồng phong vũ bão. Kim Diệt Kỳ và Kim Đạo Ly vội vàng tới ứng cứu nhưng bị Hứa Bạo Ứng, Hứa Lệ Ứng sau lưng Hứa Ứng ngăn cản. Chương 1120, vung đao hàng phục tâm viên. Ba người càng đánh càng kinh hãi. Bộ tộc Kim Ô là đế tộc, là dị chủng trong dị thú thái cổ, sinh ra đã cường đại, có thể đọ sức với Long Phượng. Nhất là sau khi thức tỉnh huyết mạch thái cổ, là chủng tộc chiến đấu trời sinh, cái chim còn mạnh mẽ hơn cả tiên khí thiên trùy bách luyện. Còn giao thủ nhiều chiêu với Hứa Ứng như vậy, bàn tay, móng vuốt, hai cánh của bọn họ đều không thể chịu nổi. Lục phủ ngũ tạng của bọn họ cũng chấn động tới mức nội thương, dần dần có dấu hiệu không chống cự nổi. Đáng sợ hơn nữa là nguyên thần của ba người bọn họ vây công nguyên thần của một mình Hứa Ứng, mà bị nguyên thần của Hứa Ứng áp đảo. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Kim Lan đã bị đánh tới mức xương cốt đứt gãy, hai cánh cũng bị bẻ, đầu bị đánh lệch sang bên, rơi từ trên xuống. Hứa Ứng giải quyết xong cô à, rảnh tay nghênh chiến Kim Diệt Kỳ và Kim Đạo Ly, không có Kim Lan hỗ trợ, hai người lại càng chật vật.
Nhưng không bao lâu sau, ba cái chân của Kim Đạo Ly bị hai chân của Hứa Ứng đá mấy trăm cái, cuối cùng cả ba chân đều gãy. Lập tức bị ba tên Hứa Ai Ứng, Hứa Hoang Ứng, Hứa Thương Ứng vây quanh hành hung, đánh tới bất tỉnh. Kim Đạo Ly thấy tình thế không ổn, lập tức bay lên không trung, vỗ cánh hóa thành một luồng cầu vồng, xe gió bay đi. Bộ tộc Kim Ô Ta là chủng tộc nhanh nhất trần đời. Mới nghĩ tới đây, lại thấy không gian trong tổ đình thiên đạo bị thân thể Hứa Ứng ầm ầm ép xuống, xếp thành từng lớp. Rầm, không gian trùng điệp nổ tung, Hứa Ứng bốn đầu tám tay lao thẳng tới, sau lưng còn có bốn nguyên thần bám theo. Sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy? Kim Đạo Ly trợn tròn mắt, thầm nghĩ, nhưng vẫn kém hơn ta. Đạo tràng thiên đạo. Hứa Ứng giơ tay ra từ xa, khoảnh khắc sau tròng mắt Hứa Ứng suýt nữa lồi ra, chỉ thấy trên bầu trời các loại phù văn thiên đạo biến ảo, lập tức hóa thành bàn tay che trời, giáng thẳng xuống. Bàn tay thiên đạo này ầm ầm đập lên người hắn, đánh hắn hộc máu rơi xuống bên dưới. Dãy núi rung chuyển, bàn tay thiên đạo của Hứa Ứng đè lên người Kim Đạo Ly, đánh hắn lún xuống lòng đất. Hứa Ứng rơi xuống như sao băng, bốn gương mặt đều nở nụ cười hưng phấn, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn, ba sau bay lượn sau lưng, bốp bốp bốp, cùng đánh lên người Kim Đạo Ly. Giết chết bọn chúng, nghiền xương thành tro, báo thù cho Kim gia. Hứa Ứng mới nói đến đây, đột nhiên Linh Tư Ức từ đằng xa bay tới, cao giọng hô, Hứa công tử, hạ thủ lưu tình. Thân thể Hứa Ứng lay động một cái, thu hồi ba thiên địa nguyên thần, hạ giọng nói, nữ nhân này tới rồi, dứt khoát giết cả cô ta đi, đào hố rồi không thể để lãng phí được. Y đang định ra đòn sát thủ với Linh Tư Ức, đột nhiên trên bầu trời nhô ra một cái đầu rắn, đầu uốn lượn từ tầng mây, há miệng phun một cái vòng bạc rơi xuống. Hứa Ứng thầm biết không ổn, lập tức tung người bỏ trốn, kêu lên, Ngưu Thất, ta và ngươi không đội trời chung. Ngoan Thất tế kim cương trác ra, kim cương trác tỏa hào quang lấp lóe, âm dương nhị khí trong vòng hóa thành thiên cơ điện, kéo thân hình Hứa Ứng vào trong đó. Hứa Ứng ra sức dãy dụa kêu lên, Ngoan Thất, đợi ta chạy thoát sẽ giết ngươi làm canh rắn. Y lấy Phật Châu ra, tế Phật Châu của Phật Tổ lên, Phật Châu bay ra, xoay tròn, tới đỉnh đầu Ngoan Thất, hóa thành 108 vị đại Phật trấn áp xuống. Ngoan Thất kêu lên một tiếng đau đớn, ngã từ trên không trung xuống, kêu lên, ta không làm được rồi, Tư Ức cô nương, còn không ra tay. Hắn bị Phật Châu Phật Tổ trấn áp, kim cương trác khó mà vây khốn Hứa Ứng. Hứa Ứng lập tức thoát khỏi kim cương trác, lao về phía Ngoan Thất, nhưng Linh Tư Ức đã lao tới, cầm cành dương liễu nhẹ nhàng hát lên. Chỉ thấy cành dương liễu tỏa ra đạo quang, từng chiếc lá liễu to như cái ghế bộp bộp cuốn lấy Hứa Ứng. Hứa Ứng ra sức giãy giụa, đột nhiên sau lưng hiện lên một loạt pháp bảo như ngũ nhạc tiên sơn, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, chấn áp ngược lại Linh Tư Ức. Linh Tư Ức tránh khỏi va chạm với ngũ nhạc tiên sơn, bị thủy hỏa hỗn thiên đỉnh khóa chặt, thủy hỏa vây khốn cô, kéo vào trong đỉnh. Linh Tư Ức ra sức giãy giụa nhưng không thoát nổi. Ngay lúc này quả chuông lao nghiêng tới, cong một tiếng đâm vào trán Hứa Ứng. Trên trán Hứa Ứng lập tức sưng vù, quả chuông múa lượn quanh người y, vang lên leng keng không dứt, chấn động tới mức Hứa Ứng đầu choáng mắt hoa. Ngoan Thất nhân cơ hội này thoát khỏi Phật Châu Phật Tổ, cái đuôi cuốn lấy Tử U Minh Đao, đâm về phía Hứa Ứng. Tử U Minh Đao kia là một mảnh đao gãy, không có chuôi đao, lập tức cắt đuôi hắn bị thương, hắn không kịp nghĩ nhiều, ra sức phát động uy lực của Tử U Minh Đao, chỉ mong quả chuông có thể chế ngự Hứa Ứng. Các bạn vừa nghe xong tập 112 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.